有意再发，无人赞美，散发幽香，远飘一千里，细雪纷飞，繁星点起，阳光已低，人未，刹那之间，无谁点记，我会让你。 风雨散飞，世界宽广，昙花依稀，哪处能留住？愿想一切缺陷，让我那种勇气，战胜无上天气，无惧，现在是无人爱。 都不捨得感慨，以后亦能自爱，洒断面对未来，与谁恋爱，真心都合掩盖，努力未曾掩盖，总有自己风采，谁有真的懂恋爱？ Người đâu rồi? Đại Dương, Đại Dương, tỉnh lại đi Đại Dương. Đại Dương, Đại Dương. Vô Diệm, nàng tới cứu quả nhân sao? Thần thiếp cứu giá chậm trễ làm Đại Dương hoảng sợ. May mà chỉ bị kinh sợ một lúc, xem như quả nhân phúc lớn mạng lớn. À phải rồi, mỹ nhân đâu? Tính khách có làm tổn thương cổ không? Đại Dương yên tâm, Nghinh Xuân đã hồi cung an toàn. Ê, vậy thì tốt quá. Ta tin chắc mỹ nhân nhất định đang nhớ ta lắm. Chúng ta lập tức hồi cung đi. À, Hồng Quân, muốn đi thì hỏi kiếm của ta trước đi. Ta hôm nay phải lấy mạng của tên Hồng Quân người để trả lại công đạo cho huynh đệ kết nghĩa của ta và những làng chết quan của Thương gia thôn. Khương huynh, đây là hiểu lầm. Hung thủ giết người thực sự chính là mấy thái tử phi của nước Sở mới đúng đó. Đừng nhiều lời nữa, ta lấy đầu của ngươi xuống. Để lại cái đầu của ngươi. Nếu như ngươi muốn giết quả nhân thì hỏi vô diện của quả nhân trước đi. Khương mẫu từng nghe nói đương kim trong cung nương nương là người có đức hạnh, theo lý phải biết phân biệt thị phi, sẽ đi bán mạng cho tên Hung Quân này chứ. Đại Dương có phải Hung Quân hay không, người đời tự biết nhận xét. Nhưng nếu người muốn giết Đại Dương thì là phạm tội giết vua. Được, để Khương mẫu này xem nương nương có bản lĩnh gì mà ngăn cản ta giết tên Hung Quân này chứ. Đại Dương tránh ra. Khương Trực Nhân, ngươi không phải là đối thủ của Vô Diệm đâu. Niệm tình ngươi cứu mạng quả nhân, chúng ta xem như quà. Nếu ngươi không giết ta, ta tuyệt đối không để cho ngươi yên thân đâu. Vì muốn giết tên Hôn Quân như ngươi, cho dù phải hy sinh bản thân ta, ta cũng không mà. Vô Diệm, tha cho hắn đi. Là ngươi tự tha cho ta, ngươi hãy tự lo liệu đi. Tên Khương Trực Nhân này thật là cố chấp, nhưng dù sao hắn cũng là một hảo hán. Quả nhân thực sự lo lúc nãy Vô Diệm nóng nảy ra tay giết chết hắn đó. Đại Dương yên tâm, thần thiếp biết hắn từng cứu mạng của Đại Dương, cho nên sẽ ra tay nương tình. Nàng quả nhiên rất hiểu tâm ý của trẫm. Hình như đây là lần đầu tiên thần thiếp cùng Đại Dương có cùng một cách nghĩ. Bây giờ quả nhân muốn lập tức hồi cung, mau chóng gặp mỹ nhân, nàng làm sao mà biết được. Không ngờ ở đây lại có miếu quan lớn tới như vậy. Xem ra nơi này an toàn rồi. Đại Dương, hay là tối nay chúng ta nghỉ ở đây đi. Được, được, được. Đại Dương,
Ở đây thần thiếp có bánh nướng và nước, người ăn một chút trước đi. Quả Dương đi từ sáng tới giờ, quả thực rất là mệt. Đại Dương, nếu như người mệt vậy thì ngủ một lát đi. Không được, lỡ như quả nhân ngủ sai, tên Khương Trực Dân đó đến đánh lén thì tính sao? Có thần thiếp canh chừng ở đây, Đại Dương cứ yên tâm mà ngủ. Nàng phải canh chừng thì mới được. Được rồi. Thường là đánh lén, như vậy còn gì là anh hùng hảo hán. Hậu nhân Khương Tề chúng ta không thể để yên như vậy được. Cô đừng nghe hắn nói bậy, hắn không phải là hậu nhân của Khương Tề. Người này tuyệt đối không thể tha cho hắn được, nếu không hậu quả khó lường. Để tôi đuổi theo. Nàng thấy sao rồi? Đại Dương, nhiều thần thiếp dìm miếu sân thần rồi nói. Vô Diệm, nàng trúng độc rồi, bây giờ tính sao đây? Nhưng lúc độc khí chưa tan ra, làm phiền Đại Dương hãy giúp thần thiếp ép chất độc ra. Quả nhân phải làm sao để ép độc ra? Đại Dương có thể dùng miệng để hút độc nơi vết thương ra. Không phải chứ, muốn quả nhân dùng miệng để mà hút độc ra hay sao hả? Trời, quả nhân đừng được là vua có một đức, lý nào lại Tạm thời thần thiếp chỉ có thể dùng chân khí miễn cưỡng ngăn chất độc tấn công. Nếu như Đại Dương không kịp thời giúp thần thiếp hút máu độc ra thì e rằng thần thiếp sẽ được, bỏ đi. Đại Dương mau chóng rời khỏi đây, nếu không thích khách quay trở lại e là Đại Dương sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hút thì hút. Bây giờ quả nhân sẽ giúp nàng hút máu độc ra. Nàng đã chịu đau đó. Sao tim nàng đập nhanh dữ vậy? Có phải độc tố phát tán không? Đại Dương, ngày mau giúp thần thiếp hút máu độc ra rồi nói, nhanh lên. Hình như máu độc đã ép ra ngoài hết rồi. Có sao không Đại Dương? Tiêu rồi. Có chuyện gì vậy Đại Dương? Lúc nãy quả nhân hút máu độc từ vết thương cho Vô Diệm, không biết có phải không cẩn thận nuốt vào trong bụng không. Nếu như đúng là như vậy, quả nhân sẽ bị trúng độc rồi. Trên người quả nhân lại không có vết thương nào. Nếu như quả nhân bị trúng độc, muốn kêu Vô Diệm giúp ta hút chất độc ra thì nàng lại không hút được thì tính sao đây? Tiêu rồi, là quả nhân chết chắc. Bây giờ mật xanh mật vàng Đại Dương cũng đã nôn ra hết rồi, chắc sẽ không trúng độc đâu. Có người đến. Vậy tính sao? Yên tâm, là người của mình. Khương huynh, tên thích khách đó sao rồi?
Nương nương, Khương mổ không vui lòng của người đã giết được thích khách rồi. Nhưng Khương mổ đã hỏi rõ mọi chuyện, thích khách đó không phải là hậu nhân của Khương Tề. Đương nhiên bổn cung biết, nếu như hai tên thích khách đó là hậu nhân Khương Tề, Khương huynh sẽ không ra tay tương cứu. Khương huynh, không phải huynh luôn muốn giết chết quả nhân sao? Tại sao lúc nãy còn ra tay tương cứu chứ? Thật không giấu gì, trước đó Khương mổ bại dưới tay của nương nương, trong lòng vẫn không cam tâm, vốn dĩ muốn tìm nương nương để đấu một trận nữa. Ai ngờ trùng hợp nhìn thấy nương nương bị hai thích khách đó dây đánh. Ban đầu Khương mổ tiếc ngồi xem chờ hổ đấu, nhưng mà nhìn thấy nương nương không màng an nguy của mình, liều chết bảo vệ cho đại dương, Khương mổ nhìn không được nên ra tay tương cứu. May nhờ Khương huynh ra tay trượng nghĩa, nếu không bổn cung e là phải mất tính mạng dưới kiếm của thích khách. Ân cứu mạng của Khương huynh xin nhận bổn cung một lại. Nương nương, nương nương quá lời rồi. Nương nương thấy chuyện bất bình, bật đau tương trợ, đó là chuyện người hiệp nghĩa nên làm mà. Chỉ đáng tiếc thích khách đó đã chết không chịu khai ra, rốt cuộc là được ai sai khiến? Tên thích khách đó âm mưu giết hại quả nhân, lại còn dùng ám khí có độc đã thương nương nương, đúng là chết không đáng tiếc. Nương nương, người trúng độc sao? Khương huynh yên tâm đi, vừa rồi đại dương đã giúp bổn cung hút máu độc ra hết rồi, bây giờ đã không sao. Nương nương trúng độc lại bị thương, lại bảo hiểm bao giờ cho đại dương nữa, có tình có nghĩa, đáng để Khương mẫu đầy ngưỡng mộ. Chỉ điều này thôi, Khương mẫu quyết định không tính chuyện trước đây nữa, tất cả ân oán cá nhân bỏ qua hết. Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Chuyện này đã kết thúc rồi, Khương mẫu cáo từ tại đây. Kiếu. Kiếu. Ê, Khương huynh khoan đã. Không biết nương nương có gì cần dặn nữa. Bổn cung có chuyện này, hy vọng Khương huynh có thể giúp đỡ. Chị đi, vậy đi, chị đi, làm sao rồi hả? Có phải độc lại phát không? Đừng sợ, bà nhân giúp đại hút độc. Có thích khách. Đại dương. Ấy chết, vừa rồi thần thiếp thấy đói bụng quá, cho nên mới tìm ít cỏ để ăn, ăn xong thì ngất luôn. Du Diệm, nàng không sao thì tốt rồi. Thần thiếp ngày đêm lên đường để tìm đại dương, cả ngày chưa ăn gì vào bụng hết. Nếu thần thiếp không có gì ăn nữa, e là chết vì đói đó. Nàng đừng sợ, quả nhân lập tức đi tìm thức ăn về cho nàng. Du Diệm, xin hỏi rốt cuộc phải đi đâu để hái quả dại và đào khoai lang đây? Bàn thờ không phải có gạo trắng sao? À, đúng rồi. Trời, gạo này dơ quá đi, làm sao mà ăn được chứ? Những lúc đói kém, có những thứ còn tệ hơn như vậy thần thiếp cũng đã ăn. Chỉ trách đại dương quen được nuông chiều, đương nhiên là không dám ăn. Ai nói là không dám ăn chứ, ăn thì ăn. Nếu như đại dương không muốn gạo có lẫn cả con mọt, thì trước tiên phải do gạo thật sạch, sau đó đi tìm mấy cành cây khô mang về đây, đốt lửa để nấu cơm. Nấu cơm cũng đâu có khó lắm. Đại dương, nấu mà ăn vào bụng được thì mới được. Đại dương, mặt của ngài cũng giống y như thần thiếp, có một cái bớt, nhưng là bớt màu đen. Nàng dám cười quả nhân hả? Quả nhân là một cái bớt nữa lên mặt của nàng bây giờ. Đừng mà đại dương. Đại dương, người có ngửi thấy gì không? Cơm bị cháy rồi. Hả? Không ngờ lần đầu tiên quả nhân nấu cơm lại bị cháy nữa. Cũng không có cháy lắm, có thể ăn được mà. Cơm bị cháy như vậy, để nào Vô Diệm nàng còn ăn cho được? Có sao đâu, có thể ăn cơm do đích thân đại dương nấu, thần thiếp quá vinh hạnh rồi. Đại dương, người không ăn thật hả? Thần thiếp sẽ ăn hết đó. Ai nói quả nhân không ăn hả?
Hậu Thiến ngon lắm mà. Không ngờ quả nhân lại có khiếu nấu cơm tới như vậy. Cho nên mới nói cơm khác do mình nấu còn ngon hơn Sơn Hào Hải Vị nhiều. Ăn nữa đi Đại Dương. Ngon quá, thơm quá. Cái gì? Ngay cả hai tên thích khách đó cũng mất tin tức. Đại Dương yên tâm đi, Nghi Mẫu nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với họ. Nhưng mà không có cách chứng minh Đại Dương đã chết, e là kế hoạch của chúng ta khó thực hiện được. Vậy thì chưa chắc. Chỉ cần tìm được một xác chết có chiều cao tướng mạo gần giống với tên Hôn Quân đó, nói hắn là Hôn Quân là được rồi. Dù sao ngâm ở dưới nước lâu như vậy, thi thể sớm đã bị thối rữa rồi. Vậy này không thể được. Nếu như Hôn Quân đó thật sự chưa chết, đến lúc đó là chạy về đây, người kêu bổn quân làm sao mà đối mặt với mọi người. Đại nhân nói rất có lý. Đại nhân có cách gì không? Giờ thì không có cách để chứng minh Hôn Quân đó đã chết, đành phải làm cho mọi người trên dưới một lòng, thống nhất nhau lại để đưa bổn quân lên làm đại vương nước Tề. Điền Khải, tảng đá này chính là từ trên trời rơi xuống mà ngươi nói đã phát hiện ở dân gian đó sao? Hồi đại nhân, tảng đá này lúc nửa đêm khuya khoắt từ trên trời rơi xuống, các bá tánh đang bàn tán với nhau để tránh dẫn đến hỗn loạn, cho nên Tỳ chức đã mang tảng đá này về cung để cho các vị đại nhân cùng nhau giám định. Thành đại nhân, ngài là Thái Bốc, ngài có cách nghĩ gì về phi thạch thiên ngoại này không? Được. Ý trời ơi, không hay rồi không hay. Mọi người xem đi, bề mặt của thiên ngoại phi thạch này có hoa văn, có hiện lên một chữ nữa. Nếu như hạ quan không nhìn lầm, chữ này là chữ dương á. Không sai, đúng là chữ dương rồi. Trên tảng đá có hoa văn hình chữ dương như vậy thì nói lên điều gì? Chữ dương này có nghĩa là thái dương. Vạn vật trên thế gian từ thái dương mà sinh ra, cho nên tảng đá này là chủ tế của vạn vật trên thế gian. Cộng thêm tảng đá từ trời rơi xuống, có nghĩa là nó do trời sinh ra. Đây là ý của thiên tử. Thiên ngoại phi thạch này rõ ràng là ông trời đang chỉ dẫn cho chúng ta. Ông trời chỉ dẫn cho chúng ta? Thứ lỗi cho hạ quan nói thẳng, đại dương gặp thích sát bất tích chưa rõ sống chết, nhưng có câu nước không thể một ngày không vua. Theo hạ quan thấy, sự xuất hiện của thiên ngoại phi thạch này chính là ông trời chỉ dẫn cho chúng ta mau chóng đề cử tân quân lên. Theo như thành đại nhân nói, chủ dương trên thiên ngoại phi thạch này lẽ nào là muốn chúng ta đề cử Tín Dương Quân đại nhân lên kế thừa vị trí của đại dương? Phùng Thủy to gan, người dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo sao? Người có biết chỉ cần dựa vào câu nói lúc nãy thôi thì bổn quân có thể lôi ngươi ra ngoài mũ mã phanh thây hay không? Tín Dương Quân đại nhân bớt giận, nếu đúng là ý trời chỉ dẫn, hạ quan chỉ nói lời thật thôi, dám hỏi có tội gì chứ? Hạ quan cảm thấy Phùng đại nhân nói có lý. Đại dương mất tích nhiều giờ, tuy đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín, ảnh hưởng đến triều chính. Ông trời cũng có thể nhìn thấy được, cho nên mới đưa phi thạch xuống chỉ dẫn để chúng ta biết rằng Tín Dương Quân đại nhân là tân quân chứ không ai khác nữa. Hai vị đại nhân, đừng có đề cao ta quá. Bổn quân hà đức vô năng, làm sao có thể đảm nhiệm tân quân được đây chứ? Tín Dương Quân đại nhân đừng khiêm tốn quá. Tín Dương Quân đại nhân là thân đệ của đại dương, đều là con của tiên dương. Từ khi đại dương kế vị đến nay, Tín Dương Quân đại nhân luôn phò trợ đại dương xử lý chính vị trong triều, thành tích ai ai cũng thấy. Nếu như ngay Tín Dương Quân đại nhân cũng không thể đảm nhiệm vị trí tân quân, dám hỏi trên dưới trong triều, ai có thể đảm đương được đây? Nếu đã là ý trời, mong Tín Dương Quân đại nhân đừng khiêm tốn mà tiếp nhận tân quân, để tránh nước Tề rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Được rồi, được rồi, hai vị đại nhân không cần phải nói nhiều. Bây giờ đại dương sống chết còn chưa rõ, nếu như bổn quân kế vị như vậy á, thật là không hợp tình hợp lý chút nào. Với cục diện như hiện nay, ai cũng đang lăm le soi mói nước Tề. Nếu việc đại dương bị mất tích để sáu nước biết được, thừa cơ giấy binh gây loạn, đến lúc đó nước Tề thật sự nguy nan vô cùng. Cộng thêm phương Bắc đại hạn, rất cần có đại dương hạ chỉ mở kho cứu tế. Nếu như mà dân chúng oán than, đến lúc đó thật khó mà thu dọn đại cục cho được. Đối với thù trong giặc ngoài, việc đề cử tân quân thực sự không thể chậm trễ được. Xin Tín Dương Quân đại nhân lấy ba tính quốc gia làm trọng, kế thừa vị trí đại dương. Ý của hai vị đại nhân, thứ lỗi hạ quan không thể nghe theo được. Tuy từ khi đại dương mất tích cho đến nay đã mặc vô âm tín, nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện ra thi thể của đại dương. Tôi nghĩ chúng ta không nên suy nghĩ qua loa, xem đại dương hiện giờ đã chết được.
Hơn nữa, Nương Nương đang cố gắng đi tìm kiếm Đại Dương trở về đây. Bản lĩnh của Nương Nương chắc mọi người đã biết rồi. Hạ Quan tin chắc Nương Nương nhất định có thể đưa Đại Dương bình an về Lâm Tri. Nói không chừng bây giờ Đại Dương đang trên đường trở về kinh đó. Đoan Mộc đại nhân nói rất có lý. Chỉ cần chưa thấy thi thể của Đại Dương thì tin chắc Đại Dương vẫn còn sống trên đời. Chúng ta tuyệt đối không được hành sự qua loa được. Đúng vậy, nếu như sau khi lập tân quân khác, Đại Dương lại bình an trở về, việc này không phải trở thành trò cười sao? Hạ Quan cho rằng việc này nhất định không được làm qua loa gấp gáp được. Bây giờ tình thế đang cấp bách, thực sự không thể ngồi yên để chờ được. Mong Tín Dương quân đại nhân sớm ngày tiếp nhiệm mới là thượng sách. Lập tân quân mới, việc này trọng đại. Trước khi chưa xác định được Đại Dương đã chết chưa, tuyệt đối không được manh động như vậy. Xem ra cách nói của các vị đại nhân mỗi người có một ý kiến khác nhau. Việc này chỉ còn cách để cho Thái Hậu là người quyết định cuối cùng. Đại Dương bị tích sát rơi xuống sông, mất tích hơn 10 ngày à? Nhi thần đáng chết, không bẩm cáo sớm cho Thái Hậu biết. Đại Dương đúng là mạng khổ, khi không là xảy ra chuyện. Nhi thần biết là lúc này không nên làm phiền đến Thái Hậu, nhưng mà việc Đại Dương đã mất tích đó trở thành vấn đề nan giải đối với các đại thần ở trong triều, rất cần có sự quyết định của Thái Hậu. Các người đứng lên trước đi. Tạ Thái Hậu. Vấn đề nan giải gì? Bẩm Thái Hậu, từ sau khi Đại Dương mất tích, trong triều chính vụ vô số, cộng thêm nước Tề đang đối phó với thù trong giặc ngoài, cho nên Di Thần cho rằng cần phải lập tân quân cho sớm. Di Thần cũng đã suy nghĩ về chuyện này, cho rằng để Tín Dương quân đại nhân kế thừa vị trí của Đại Dương là việc thích hợp nhất. Bẩm Thái Hậu, tuy Đại Dương đã mất tích, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể của Đại Dương, cũng có nghĩa là Đại Dương rất có thể còn sống ở nhân gian. Cộng thêm Nương Nương và Yến đại nhân đã lên đường đi tìm Đại Dương trở về rồi, cho nên việc lập tân quân tuyệt đối không thể nôn nóng như vậy được. Đại thần trong triều vì chuyện này mà ý kiến trái ngược nhau, Nhi thần lấy làm khó xử, cho nên mới đến xin Thái Hậu định đoạt mọi chuyện. Hey, chuyện này nhất thời A Gia cũng khó quyết định quá. Thái Hậu minh giám, việc này không thể chậm trễ được. Thần vẫn mong Đại Dương có thể bình an vô sự, nhưng từ khi Đại Dương mất tích cho đến nay luôn bặt vô âm tín. Chính vụ lớn nhỏ trong triều liên quan đến cuộc sống vạn dân và an nguy nước Tề, thực sự không thể vì chuyện này mà kéo dài thêm được nữa. Nếu như không kịp thời lập tân quân, giặc trong giặc ngoài quấy nhiễu, cuối cùng chỉ sợ nước Tề sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục thôi. Nhiều năm nay Tín Dương quân đại nhân luôn phò trợ Đại Dương xử lý chính vụ ngày thường. Nếu luận tài đức, Tín Dương quân đại nhân kế thừa Đại Dương là người thích hợp nhất. Bẩm Thái Hậu, Di Thần không phải cho rằng Tín Dương quân đại nhân có lòng bất kính. Di Thần chỉ lo sau này Đại Dương bình an trở về, lúc đó Tín Dương quân đại nhân đã làm tân quân, đến lúc đó nước Tề sẽ xuất hiện hai vị Đại Dương, việc này nhất định sẽ trở thành trò cười trên thế gian đó. Có trời làm chứng, nếu như Đại Dương thực sự có thể bình an trở về, Di Thần sẽ trả lại Dương vị ngay. Xác lập quốc quân là vấn đề rất nghiêm túc, sao lại coi như trò đùa được. Vậy mọi người làm sao giải thích chuyện Thiên Ngoại Phi Thạch xuất hiện đây chứ? Thiên Ngoại Phi Thạch? Hồi Thái Hậu, Thiên Ngoại Phi Thạch này từ trên trời rơi xuống, trên tảng đá còn có một chữ Dương nữa, rõ ràng là ông trời đang chỉ dẫn cho chúng ta biết, có nghĩa Tín Dương quân đại nhân là tân quân đã được chọn. Việc này tuyệt đối chính xác. Thiên Ngoại Phi Thạch đang ở đại điện, Thái Hậu có thể đích thân đến kiểm chứng. Hey, điềm báo xuất hiện trên Thiên Ngoại Phi Thạch có thể chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, không thể nào tin được. Nếu ý trời đã vậy, vậy thì để Tín Dương quân kế thừa vị trí Đại Dương đi. Xin Thái Hậu suy nghĩ lại. Phàm sự lấy đại cục làm trọng, A Gia chủ ý đã quyết. Nếu Đại Dương thực sự đại nạn không chết thì có thể thoái vị nhường ngôi, để Tín Dương quân tiếp tục làm quốc quân nước Tề. Thái Hậu anh minh, đây là quốc quân nước Tề. Thì ra nàng đang ở đây. Quả nhân vừa tỉnh dậy không thấy nàng đâu, thì ra nàng chạy tới đây. Thần thiếp chỉ đến đây rửa mặt thôi. Nàng có ra ngoài rửa mặt cũng phải nói một tiếng chứ.
nàng vẫn chưa bình phục hẳn, không nên vận động nhiều làm gì. Đại Dương sợ thần thiếp bỏ lại Đại Dương rồi đi một mình hay sao? Bây giờ bên cạnh quả nhân chỉ còn lại một mình Vô Diệm nàng thôi, đương nhiên là phải như hình với bóng, ở bên cạnh quả nhân mà bảo vệ mới phải. Được rồi biết rồi, đi thôi. Đi đâu? Dẫn Đại Dương đi đào khoai, để Đại Dương có thể biết được rốt cuộc khoai từ đâu mà có. Khoai lang không phải từ dưới đất mọc lên sao? Để nào mọc được trên đầu quả nhân? Phải nướng bao lâu nữa khoai mới chín được đây? Đại Dương, khoai lang phải nướng đến chín thì ăn mới ngọt, đừng có nôn nóng mà. Đương nhiên là quả nhân nôn nóng, đào suốt cả một buổi sáng mới đào được có mấy củ khoai lang. Lát nữa quả nhân phải từ từ thưởng thức mới được. Bỏ mấy củ khoai này vào trong thì mới có thể nhanh chín. Đại Dương, cẩn thận chứ. Đâu quá, đâu quá, ở đây. Sưng đỏ đây. Rồi nè. Đại sư tỷ. Đại Dương. Vô Huệ, cuối cùng cũng tìm được tỷ rồi. Vì thời phán biết Đại Dương. Đại Dương, nương. Sớm không đến, muộn không đến, lựa ngay lúc này mà đến mới chịu. Ta nghĩ ý của Đại Dương muốn nói sợ các ngươi đến sẽ ăn hết khoai lang mà đích thân Đại Dương đào. Đúng là thơm quá ha. Trà ngon thiệt đó. Đúng là khoai lang do đích thân Đại Dương ra tay đào về, còn nhóm lửa nướng khoai nữa. Nương nương đúng là biết cách dạy lắm á. Cũng nhờ quả nhân có tư chất nên mới học nhanh thôi. Đương nhiên, nếu như quả nhân chịu bỏ chút công sức vào nấu bếp thì sau này nhất định sẽ trở thành đầu bếp đệ nhất. Nhất định. Yến Anh. Dạ. Quả nhân yêu thần như con, đích thân nướng khoai lang cho khanh ăn. Sau này hồi cung kêu Đoan Mộc chánh chiếc vào trong sách sử để quả nhân lưu danh vạn thế. Đúng là sự tích kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, nhất định phải khắc lên bia đá để hậu nhân vạn thế ngưỡng mộ, đúng không? Cũng đúng. Nói đi nói lại, muốn nghe Khương Trực Nhân nói đại sư tỷ bị thích khách dùng ám khí có độc đả thương, tỷ có sao không? Chuyện nhỏ thôi mà, bây giờ không sao nữa rồi. Không ngờ mấy thích khách này thần thông quảng đại như vậy, lại có thể truy sát Đại Dương đến tận đây. Rốt cuộc là ai đã chỉ thị bọn chúng vậy? Mặc kệ là ai đã chỉ thị, bây giờ chúng ta đã tề tụ lập tức trở về Lâm Tri ngay. Ăn xong đi rồi tính. Cũng được á. Vậy Khương mẫu cáo từ. Ý, Khương huynh khoan đã. Đại Dương, Khương Trực Nhân thân thủ rất giỏi, tấm lòng hiệp nghĩa, lần này lại có công cứu giá, nước Tề đang lúc cần người, chi bằng chúng ta mời Khương Trực Nhân về cung cùng chúng ta phò trợ Đại Dương. Khương huynh có ơn cứu mạng quả nhân, quả nhân cũng muốn như vậy. Nhưng Khương huynh là hậu nhân Khương Tề, nếu như y nhập triều làm quan hình như có chút không ổn. Ngược lại thần thiếp rất tin tưởng Khương huynh, đúng lúc có thể hóa giải mọi chuyện ân oán nhiều năm giữa hai họ Điền Khương. Hậu ý của đương nương, Khương mẫu sẽ ghi nhận. Đại Dương nói cũng có lý đó, giữa Khương Điền đã ân oán nhiều năm rồi, cho dù Khương mẫu có lòng muốn ra sức về triều đình cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của hương thân phụ lão nữa. Khương huynh nhắc ta mới nhớ, trước đó Đại Dương nhất thời hồ đồ cho phép nước Sở phái binh vào Khương Gia Thôn bắt người thương hại vô tội. Người nào làm người đó phải chịu. Đại Dương cũng nên quay về Khương Gia Thôn thu dọn tàn cuộc do mình gây ra mới đúng. Muốn quả nhân quay về Khương Gia Thôn. Tính Dương quân đại nhân, không biết quốc trượng và quốc cửu Quan Lâm là có chuyện gì? Hạ mổ nghe tin Tính Dương quân đại nhân được kế thừa vương vị, cho nên đặc biệt đến đây để chúc mừng một tiếng đó. Ở đây có chút tâm ý, mong đại dương đừng chê. Dạ đúng vậy, đây là đỉnh đồng, nó có từ đời Minh Dương tiên triều, bây giờ tặng cho Tính Dương quân đại nhân quả là thích hợp nhất đó. Đa tạ nha. Hạ mổ tuy là cha nhờ con quý, chỉ đáng tiếc là nghênh xuân mạng cổ, đại dương tuổi trẻ mất sớm. Tôi nói như vậy, nhưng mà cha con chúng tôi một lòng báo quốc vẫn y như xưa thôi. Nếu như sau này đại dương kế vị rồi, cha con chúng tôi sẽ vẫn ra sức vì ngài. Ngài chỉ cần mở miệng chúng tôi nguyện ra sức làm việc. Tóm lại là cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Hiếm khi quốc trượng và quốc cửu thấu hiểu đại nghĩa. Mọi người yên tâm, sau này nhất định sẽ có chỗ dùng đến hai vị đây. Dạ. Còn gì nữa không? Không, chúng tôi không làm phiền đại nhân nghỉ ngơi nữa. Chúng tôi cáo lùi trước hả? Yến khách. Mời. Dạ. Cha con hai người họ đúng là tiểu nhân mà. Trước đó thì kỵ mình hoàng thân quốc thích ra vai làm phách, bây giờ thấy thời thế thay đổi rồi thì lập tức mò đến làm thân. Tướng công à, chàng đừng dễ tin hàng tiểu nhân này. Có lúc tiểu nhân cũng có cái ích của tiểu nhân. Đúng rồi phu nhân, nàng đã chọn được giải may lễ phục để mặc làm nương nương chưa? Thái bốc đã chọn được ngày lành rồi đó. Mùng 3 tháng sau thì nàng sẽ chính thức trở thành nương nương của nước Tề đó. Tướng công à,
Lần này có thật là sẽ nắm được đại quyền trong tay không vậy? Nàng yên tâm, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Di Phu, tuyệt đối chính xác. Có thích không? Thích không? Hai người làm gì có quá đáng hay không? Sao tự nhiên đi chúc mừng Tín Dương Quân? Có thật là xem Đại Dương đã không còn trên đời này không? Đại Dương thật sự đã mất tích lâu rồi, không có chút tin tức gì hết. Thái hậu đã đồng ý để Tín Dương Quân kế vị rồi. Sự thật ở ngay trước mắt, toàn bộ chuyện này vốn dĩ là... Tín Dương Quân giống có ý đồ đã lâu rồi. Hắn muốn thay vị trí Đại Dương, hắn không phải là người tốt. Nghênh Sơn à, muội nói vậy là không đúng rồi. Thật ra Tín Dương Quân cũng được lắm, dù sao cũng tốt hơn vị Đại Dương đó mà. Nói thật á, Tín Dương Quân cũng được lắm rồi. Hắn không những không tính toán với chúng ta mà còn nói sau này sẽ trọng dụng chúng ta nữa. Có thể thấy Tín Dương Quân cũng rất là trọng dụng. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là mua chuộc lòng người thôi. Con gái ngoan à, con đừng có thành kiến với hắn như vậy. Có thể hắn ta thật lòng thì sao chứ? Không chỉ vậy, theo cha thấy Tín Dương Quân đối xử chúng ta tốt hơn Đại Dương. Và khoan đã, hắn đối chúng ta tốt như vậy, lẽ nào là yêu Nghinh Xuân nhà mình chứ? Ông này nếu đúng là như vậy, chúng ta có thể làm quốc trưởng và quốc cử rồi. Mọi người đừng nói lung tung. Trong lòng Nghinh Xuân chỉ có một mình Đại Dương. Bất luận Đại Dương là sống hay đã chết, lòng Nghinh Xuân cũng không thay đổi. Trời ơi, hai người thiệt là những lời này đừng nói lung tung, không hiểu cảm nhận của con gái. Nhưng mà đã đến lúc này rồi con gái à, con cũng phải vì tương lai của mình mà suy tính đi chứ con. Lỡ như Đại Dương thật sự ba dài hay ngắn gì gì. Mẹ à, tại sao ngay cả mẹ cũng nói như vậy? Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, Đại Dương nhất định sẽ không sao. Này, Ăn, cái gì mà chị biết chanh năng? Có biết cho tụi bây ăn đo phải chịu bao vất vả hay không? Đã gần đến ngày ta đăng cơ lên ngôi rồi, ngươi phải lệnh cho người tăng cường tuần tra trong thành để mà không xảy ra sơ suất gì, có biết không? Đại nhân yên tâm, thì trước biết phải làm sao rồi. Ngươi đi làm việc của mình đi. Dạ, đại nhân. Thăm kiến Đại Dương. Đại Dương, một người là Đông Cung, một người là Tây Cung, sau này phải nhớ hầu hạ quả nhân cho tốt đó, nghe chưa? Hả? Dạ, Đại Dương. Đâu thiệt không hầu hạ Đại Dương. Được, quả nhân phong cho toàn bộ các người làm Dương Phi. Du Diệm cũng muốn hầu hạ Đại Dương. Người sâu xin qua tránh ra. Vừa rồi bà Bốn Quân đang đi trên đường thấy con rít cho nên muốn giẫm chết nó. Ai ngờ thì ra chỉ là một cái khe nứt thôi. Sau này mà Bốn Quân kế vị rồi đó thì nhất định sẽ sai người tu sửa lại nơi này. Nương nương, người đừng có buồn nữa mà. Chỉ cần người bằng lòng, sau khi Bổn Quân kế vị đó, bảo đảm tất cả sẽ được giữ nguyên, không đổi. Hảo ý của Tín Dương Quân, Bổn Cung xin ghi nhận. Trước đó gia phụ và gia quynh đến quý phủ làm phiền, có những lời không ra thể thống gì, Bổn Cung đã nói lại họ rồi. Tuy Bổn Cung ít đọc sách, nhưng vẫn biết lễ tiết rất quan trọng. Sau này Bổn Cung sẽ thủ tiết với Đại Dương, không nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Bổn Cung có việc nên cáo lui trước. Có cốt khí, hiếm có trong nhu có cương, trong cương có liệt. Bổn Quân rất thích. Sao rồi Đại Dương?
Hàng rào nhà thím cửu đã sửa xong chưa? Đã sửa xong rồi. Dạo này quả nhân đã sửa xong không dưới 7-8 cái hàng rào, xây xong 3 bức tường lớn. Nội dung của mấy nhà khác sửa xong hết cũng không ít đâu. Dân làng hình như vẫn chưa chịu chấp nhận, luôn dùng ánh mắt oán hận để nhìn quả nhân. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau hồi cung đi. Lệnh cho người mang ngân lượng phát cho bọn họ không phải tiện hơn sao? Đại Dương, lần trước thiếp đã nói với Đại Dương rồi, chỉ dựa vào ngân lượng thì không giải quyết được ân oán giữa hai họ Điền Khương. Nhất định phải dùng tấm lòng mới có thể cảm động họ. Quả nhân không tin đâu, thế gian này tiền bạc sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Yến Anh, người nói có đúng không? Đúng rồi Đại Dương. Nhưng nếu ông quán bao đời này giữa hai nhà Điền Khương mà nói á, cho dù hao tổn quốc khố cũng chưa chắc đã đủ á. Đại Dương à, ngài nên nghe lời của đại sư tỷ đi, dùng tấm lòng để làm cảm động người quốc Khương gia thôn. Đại Dương, nương nương, trưởng thôn chúng tôi có gì muốn gặp Đại Dương. Chắc là tiến hành nghi thức phun nước bọt rồi. Sao lại như vậy hả? Mấy hôm nay Đại Dương đã vì Khương gia thôn làm nhiều việc tốt rồi, cuối cùng thì mọi người đã tin Đại Dương thật lòng xin lỗi. Chúng tôi quyết định đón nhận hảo ý của Đại Dương nên đã nặng một bức tượng mới để tỏ lòng cảm ơn. Đại Dương ngài yên tâm đi, sau này chúng tôi tuyệt đối không có phun nước bọt lên bức tượng của ngài nữa. Thật sao? Tấm lòng và nỗ lực của Đại Dương cuối cùng đã hóa giải được ân oán nhiều năm giữa hai họ Điền Khương. Chúc mừng Đại Dương. Chúc mừng Đại Dương. Chúc mừng Đại Dương. Đa tạ đa tạ. Ý, Đại Dương, thì ra Đại Dương đến chỗ này. Vô Diệm, hôm nay mặt trời lặn rất đẹp. Đúng vậy. Ý, không ngờ Đại Dương lại có nhã hứng tao nhã này. Thế quả nhân nghĩ ngày mai sẽ rời khỏi đây thì cảm thấy có chút không nỡ xa. Ngày nào Đại Dương cũng ở Khương gia thôn làm việc, ăn cơm ba bữa đạm bạc, vậy ngài không nỡ xa là sao? Quả nhân từ nhỏ lớn lên trong cung, từ những ngày tháng làm con tin ở nước Yến ra, quả nhân luôn được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng gặp chuyện bị thích sát, quả nhân đột nhiên cảm thấy thì đã cuộc sống giản dị hàng ngày cũng có cái hay của nó. Đặc biệt là chính tay của mình làm ra hàng rào, xây bức tường, thậm chí là nấu một bữa cơm đơn đơn giản giản cũng có cảm giác thỏa mãn lắm rồi. Đây cũng là chuyện bình thường. Đại Dương ở Khương gia thôn đã bỏ rất nhiều công sức, đích thân giúp mọi người làm vườn, được người dân công nhận. Cảm giác thỏa mãn đặc biệt lớn hơn, hồi ức để lại tự nhiên sẽ đặc biệt đẹp hơn. À, Đại Dương có từng nghĩ qua, nếu như sau này việc gì Đại Dương cũng đích thân xử lý, làm cho nước Tề trở thành một nơi mà tất cả mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp, được vạn dân yêu quý, đến lúc đó cảm giác thỏa mãn sẽ càng lớn hơn nữa. Được, sau này quả nhân nhất định sẽ nghe lời của Vô Diệm, làm một Đại Dương đỉnh thiên lập địa. Được, cái này tặng cho Đại Dương, chúc Đại Dương nói được sẽ làm được. Con cào cào tre này trông giống quá đi, sao nàng có thể làm được vậy? Từ nhỏ thần thiếp lớn lên trong núi, cho nên đồ chơi chỉ toàn là những thứ tự mình làm lấy. Nếu Đại Dương muốn học, thần thiếp có thể chỉ cho. Quả nhân tay chân vụng về, làm sao có thể học được? Việc gì cũng do mình thôi, chỉ cần Đại Dương hạ quyết tâm, tất cả mọi việc đều có thể làm được hết. Giống như làm hàng rào, xây bức tường, thậm chí là nấu cơm, Đại Dương đều có thể học được. Nói cũng đúng. Có lúc quả nhân cảm thấy làm một ba tánh bình dân hạnh phúc hơn so với làm Đại Dương. Ít ra không cần ngày đêm phải phê duyệt tất cả tấu chương, lại có thể được tự do tự tại ngồi ngắm mặt trời lặn. Hay nhất là có một thê tử hiền lương thục đức ở bên cạnh mình, đồng cam cộng khổ. Vậy là không uổng kiếp người rồi. Chỉ sợ Nghinh Xuân chưa chắc nghĩ được như Đại Dương. Vậy còn Vô Diệm? Thần thiếp cho rằng nếu như Đại Dương thật sự ngưỡng mộ cuộc sống của người nông dân thì ngài có thể nhường lại Dương vị, vậy là được rồi. Cũng hay, dù sao mấy lâu nay đều do Tín Dương Quân thay quả nhân xử lý quốc sự triều chính, quả nhân có thể nhường Dương vị cho Tín Dương Quân. Nhưng cho dù Đại Dương có nhường lại Dương vị thì cũng phải hồi cung giao phó tất cả đã. Chỉ sợ là Đại Dương khi về đến cung nhìn thấy Nghinh Xuân thì thay đổi chủ ý. Không ngờ Vô Diệm nàng cũng biết ghen ha.
Đại Dương, mặt trời sắp xuống núi rồi. Đại Dương còn không ngắm sẽ không kịp đâu đó. Tại sao mặt trời lặn hôm nay lại đẹp như vậy ta? Lẽ nào là vì có Du Diệm ở bên cạnh quả nhân? Các vị, không cần tiễn nữa. Vậy Khương Mổ xin cáo biệt Đại Dương, Nương Nương, Yến Huynh. Du Huệ cô nương tại đây, mọi người lên đường cẩn thận. Rảnh rỗi nhớ ghé lại thăm tôi nha. Nhớ đó nha. Sau này huynh sắp xếp hết mọi việc rồi thì nhớ mang miếng ngọc này tới Lâm Trì tìm quả nhân. Quả nhân nhất định sẽ khoản đãi huynh. Ta Đại Dương. Bảo trọng. Cẩn thận nha. Về đến Lâm Trì không cần phải vất vả chịu khổ làm gì nữa. Tôi muốn nhanh nhanh vào trong cung để được tắm rửa thay đồ. Đại Dương đã thay đổi rất nhiều. Nếu là trước đây thì làm gì có chuyện ăn bánh bao ngoài đường chứ, phải không? Ăn bao nhiêu bữa đạm bạc như vậy rồi, hôm nay được ăn bánh bao ở kinh thành, đúng là mỹ thực của nhân gian. Đại Dương, tại sao hôm nay đâu đâu cũng dâng đèn kết hoa vậy? Chắc là mọi người biết quả nhân đại nạn không chết, bình an trở về cho nên mới chúc mừng thôi. Không phải đâu Đại Dương, mấy lâu nay chúng ta di phục lên đường, không thể nào có người biết chúng ta trở về kinh thành được. Đại Thúc, xin cho hỏi, tại sao khắp nơi đều dâng đèn kết hoa, chúc mừng gì vậy? Mọi người không biết hả, hôm nay là ngày tốt mừng tân quân nước Tề đăng cơ đó. Tân quân đăng cơ? Tân quân là ai vậy? Chính là Tín Dương quân đại nhân. Phong ý sân phê dày dài phong quang thần phá ý hề nà chư ngân lâu chư ý sân nhất thầy quyết hồng nhường ngô nà chớ dũng hề tìm sinh mô sân phiên hề mô gần nhìn cho dì mô nhận nói bất sẽ thật cảm khôi,